kha kha xà xà kha. Ủa cái gì vậy? Bị liệu đúng không? Không phải, tự nhiên mình nhanh mà ngon, cái tự nhiên đang Việt Nam cái tự nhiên nghe xà xà kha kha gì. Biết sao không? Tại vì ngày hôm nay tự nhiên em lại muốn anh bày cho em một cái món nào đó nó chua chua, nó cũng cay cay mà nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Thưa quý vị, con nhỏ em rất là thân. Ừ, ví dụ như mình làm bếp mà anh ơi em thèm gỏi thái không, tự nhiên nhào vô kha xà gì. Hết hồn quý vị, hết hồn. Tại vì để cho mình mường tượng được cái khung cảnh ở đang Thái Lan đó anh. À, Thái Lan dạ. Ha. Rồi bây giờ mình chào khán giả cái mình dạ. Sẽ hướng dẫn một món Thái Lan ha. Lê Lộc và đầu bếp Hoàng Xin rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và hôm nay chúng ta sẽ sawadika giống như em nói nha. À, mình sẽ làm một cái món gỏi cá trê Thái Lan. Nhưng mà mình sẽ biến tấu lại một chút xíu về nguyên liệu nè cũng như thành phần. Anh chị em nội trợ ở Việt Nam nè, mình có thể dễ mua và dễ làm. Nhưng quan trọng là nhanh mà ngon ha. Dạ. Rồi, thì đầu tiên á, mình sẽ lựa chọn được một con cá trê thật là ngon, mập. Mà mình nhớ là mua to chút xíu, bởi vì cái phần gỏi này chúng ta chỉ lấy cái phần thịt nạc của nó thôi. Chúng ta hấp chín. Dạ. Rồi làm gì nữa thì chút xíu nữa mình sẽ làm để cho quý vị khán giả cũng như Lê Lộc coi ha. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ cho vào nồi hấp trước ha. Dạ. Mình hấp với nhiệt độ và thời lượng là bao nhiêu anh? Với con cá này anh mua khoảng 700-800 gram. Dạ. Thì mình hấp trong khoảng từ 20-25 phút. Rồi bây giờ chắc chắn là em sẽ phụ anh đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em sẽ sắc sợi xoài. Dạ. Em có cần anh sắc trước không? Dạ, anh làm mẫu cho em đi, em sẽ rồi. Sắc theo. Rồi, cái phần xoài này thôi bây giờ anh sẽ sắc lát trước cho em và em dạ. Sẽ sắc gợi lại nha. Dạ. Và đối với những cái món gỏi như vậy nè, chúng ta nên chọn xoài vừa chín tới, có nghĩa là vừa ngã màu vàng, có vị chua chua ngọt ngọt sẵn và vẫn còn giòn. Mình đừng có mua cái xài mà chín quá hoặc là sống quá. Sống quá cái vị chua của nó rất là gắt, làm cho món ăn chúng ta không có ngon ha. Ừ. Cái phần chanh này nè, một là chúng ta sẽ cắt múi câu, còn hai là chúng ta sẽ bỏ vỏ và cắt lát thật mỏng. Dạ. Để ăn mình cảm nhận được một cái vị chua hòa quyện với lại cái đường thốt nốt. Anh có cần em cắt luôn hành tím không? Hành tím em cũng sắc lát mỏng luôn. Dạ, hành tím và tỏi luôn phải không anh? Hành tím lát mỏng, tỏi cũng là lát mỏng luôn. Và nói tới những cái món Thái thì không thể nào thiếu được vị cay rồi đúng không ạ? Ở đây xin sẽ sử dụng thêm hai trái ớt hiểm nữa. Còn quý vị mà ở nhà mình muốn cái vị cay nồng nàn hơn, đặc sắc hơn mà ngon nhất vẫn là thêm cái ớt xiêm xanh. Yeah. Cắt đôi, ăn nó vừa giòn và vừa cay nữa. Rồi, cái phần ớt này anh cũng sẽ cắt lát mỏng ra. Yeah. Sau 20 phút chảy qua thì cái cá cũng vừa chín. Cá mình thấy là nứt cái da ra là cá đã chín ha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ xin sẽ lấy cái phần thịt nạc của cá ra bỏ xương ha. Đối với món này thì chúng ta chuẩn bị trước như vậy. Đây. Dạ. Yeah. Và chúng ta, nếu mà cái da cá mà nó dày quá, nó có mỡ á, thì chúng ta nên bỏ luôn. Đó, chúng ta chỉ lấy cái phần thịt nạc thôi. Mà Lộc thấy không, cái phần cá chúng ta không có một gia vị nào cả, nhưng mà cá tươi chúng ta hấp lên rất là thơm. Tiếp theo cái phần cá này chúng ta sẽ không nêm gia vị gì hết ha. Để món cá này được ngon hơn, nếu mà ở nhà chúng ta có thời gian á, thì chúng ta sau khi gỡ cá xong chúng ta sẽ đem đi hong cho khô ở trong lò nướng. À. Còn bây giờ chúng ta nhanh mà ngon, chúng ta sẽ làm liền luôn và có cách chữa. Thì đối với cá còn ướt này, sau khi chúng ta tán nhuyễn ra, chúng ta sẽ sử dụng ít bột sù khô để trộn vào chung để chát cá được khô hơn và dễ kết dính hơn. Cái phần này nó cũng đã nhuyễn rồi, thì bây giờ á anh sẽ không sử dụng nĩa nữa. Và chắc là bây giờ em sẽ nêm vào đây cho anh là nửa muỗng cà phê hạt nêm. Đối với cái món này á, mình phải cho cái một ít gia vị vào cái phần cá để lúc mình chiên á, cái phần cá được lên màu đẹp hơn. Nếu mà không có gia vị, phần cá sẽ giòn và cái màu sẽ không được đẹp. Rồi, cho anh xin một vài hạt tiêu. Mình sẽ cho từ từ bột bột sù khô vào. Thì quý vị cứ canh, khi mà mình thấy nó tơi ra là được. Món này là mình chiên sẽ ngập dầu. Chúng ta đã được một cái hỗn hợp cá như vậy rồi, thì chúng ta đợi cái dầu cho nóng và chúng ta sẽ bỏ từ từ đều lên hết mặt. Rồi xong chúng ta sẽ lấy cây vá úp lại giống như một cái bánh xèo vậy đó, đừng có chở mặt. Mà làm cái món này là chúng ta phải nhẹ nhàng nha, tinh tế nha, làm mạnh là nó sẽ bị bể. Chà, hồi hộp quá. Giờ là dầu cũng đã nóng rồi, mình sẽ chỉ các bạn thử trước cái cách coi chiên được hay chưa nha. Đây, mình sẽ thả một miếng vô trước đó, lên tim như vậy là được. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ thả từ từ vào nha. Trước khi thả vào thì mình cẩn thận mình bóp cho tơi ra một chút xíu nữa. Tới cái đoạn bí quyết mà anh sắp chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Là nó trở thành một cái bánh cá vàng giòn thơm mùi cá. Mình sẽ thả vô. Đó. Thì cái phần cá nó sẽ nổi lên trên ha.
cái phần cá sẽ có bọt rất là nhiều. Dạ. Mình chiên cái này trong vòng bao lâu anh? À, cái này mình chiên khoảng từ 5 phút cho tới 7 phút là được ha. Rồi, cái phần này sau khi mà lửa riu á là nó sẽ đóng lại thành một cái bánh như vậy rồi. Thì mình đợi một tí nữa cho cái bánh cá mình nó vàng và giòn. Dạ. Bây giờ xin sẽ chuyển qua để hướng dẫn cho mọi người cách trộn cái phần gỏi xoài để ăn chung với bánh cá ha. Dạ. Ở đây xin có một muỗng canh đường thốt nốt. Dạ. Rồi, mình cũng có thêm hai muỗng canh nước chanh. Lê Lộc thấy là Lê Lộc nó chua quá anh ơi nữa rồi đó. Rồi, mình cũng có sẽ có là một muỗng canh nước mắm. Nước mắm ạ. Dạ. Wow. Rồi, cho thơm. Bây giờ em giúp anh trộn cho đều cái phần này với. Dạ rồi. Đối với cái phần bánh cá trê này á, mọi người lưu ý là khi mình chiên á, mình phải hết sức là nhẹ nhàng. Thì cái phần bánh cá trê này rất là dễ bị gãy. Đây, mình sẽ cho qua một bên ha. Đây. Wow. Đây là phần bánh cá trê của mình ha. Mình để một chút cho ráo dầu ha. Nhìn rất là xào quý tộc nha. Và chúng ta bẻ một ít bánh cá lên. Đối với những món gỏi Thái Lan rất là nhiều món, nhưng mà chúng ta sẽ không sử dụng hành phi hoặc tỏi phi giống như người Việt Nam mình ha. Nó sẽ không ra được cái mùi đặc trưng của nó. Một cái gỏi cá tên là gỏi cá trê Thái Lan, nhưng mà theo cách làm cũng như hương vị của nhanh mà ngon thì bây giờ là xin sẽ gấp cho Lộc một miếng để thưởng thức nha. Mình gấp lên như vậy mình thưởng thức. Đây, để Lộc xin được mời cả nhà mời anh Hoàng xin nha. Rồi. Hôm nay thì phần cá là cái phần điểm nhấn của món ăn này. Đúng rồi. Ừ, tại vì khi mà mình cắn vô cái nước chua chua cay cay mặn mặn ngọt ngọt của gỏi á, thì khi mà cắn tới nữa là cái phần của cá thì mình cảm thấy sự giòn rụp rụp của cái phần cá, nó làm cho mình trời ơi nó ngộ lắm kìa. Phần cá này á, nó không phải là giòn tan mà kiểu là nó giòn rụm luôn. Cái phần là thơm và ngọt ngọt của cá cộng với cái phần nước sốt chảy ra từ gỏi xoài chua chua ngọt ngọt, hai cái nó hòa quyện với nhau thì một cái cảm giác nó lạ lắm. Ngon quá, mà cái phần gỏi này em mê nữa. Nó cay vừa phải để nó nhường chỗ cho cái phần cá lên ngôi. Đúng rồi. Tại vì cái món này là chủ yếu là phần cá nữa. Đúng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 11:50 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và cũng chia sẻ với nhau những món ăn nhanh mà ngon nhưng bảo đảm tiết kiệm thời gian của tất cả mọi nhà. Và bây giờ, đầu bếp Hoàng Xin và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phần cá trê hồi nãy đó anh, em muốn thắc mắc tí xíu là cái phần sơ chế của cá mình á, thì mình có cách nào để mình làm nhanh, tiện lợi và sạch không anh? Đối với những loại cá da trơn á, thì thường á sẽ có rất là nhiều cách để sơ chế. Dạ. Nhưng mà để dễ nhất bây giờ cho bà con nội chợ mình á, thì suy nghĩ là khi mà mua về á, đầu tiên là các bạn phải rửa với muối. Dạ. Và nước cho sạch trước, nhưng đồng nghĩa là sẽ không có hết nhớt. Sau đó mình để con cá ra cái gỗ khô và sử dụng bột mịn, bột mì, bột năng hay bột gạo, miễn là bột mịn, chúng ta tẩm đều hết con cá và chúng ta vuốt một lần thì cái phần nhớt cá sẽ dính hết vào phần bột và cá sẽ hết tanh. Còn ví dụ như ở dưới miền Tây hoặc ở dưới quê thì người ta sẽ dùng cái cho của bếp để người ta tẩm vào hết bên ngoài con cá và chúng ta tuột giống như là cái bột mì. Còn cái cuối cùng nữa dễ nhất là chúng ta mần cá sạch, chúng ta bỏ vào cái thau, chúng ta cho giấm chua vào và chúng ta rửa với nó một lần trước, sau đó rửa lại bằng nước lạnh thì cá cũng sẽ sạch